Gói trừng phạt thứ sáu của phương Tây nhằm vào Nga nhiều khả năng sẽ nhằm vào các lĩnh vực ngân hàng và năng lượng. Ủy ban châu Âu mới đây đã đưa ra thông tin này. Trong cuộc phỏng vấn báo giới Đức xuất bản ngày 17 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định đang xem xét sâu hơn về lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là Sberbank, vốn chiếm 37% lĩnh vực ngân hàng của Nga và cả những vấn đề về năng lượng. Theo bà von der Leyen, Liên minh châu Âu đang làm việc dựa trên các cơ chế thông minh để dầu mỏ của Nga cũng bị áp đặt các hạn chế. Tuần trước, truyền thông phương Tây đưa tin EU có thể xem xét áp thuế đối với dầu mỏ của Nga thay vì một lệnh cấm trực tiếp vì một số quốc gia thành viên EU đang phản đối ý tưởng về lệnh cấm vận dầu mỏ. Đầu tháng Tư này, EU đã công bố gói trừng phạt thứ năm nhằm vào Nga do chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine. Các biện pháp hạn chế bao gồm lệnh cấm hoàn toàn việc mua, nhập khẩu hoặc chuyển giao thang và các nhiên liệu hóa thạch trắng khác sang EU nếu chúng có nguồn gốc từ Nga hoặc được xuất khẩu từ Nga bắt đầu từ tháng 8 tới.